Hello tất cả anh em, và bây giờ tiếp tục quay lại với cao thủ bang B. Và bây giờ em xin phép em review ác võ đang thứ hai của bang B là ác Nguyên Đôn Trề. Anh em sẽ cùng theo dõi ác Nguyên Đôn Trề sở hữu những món đồ gì nha anh em. Trước mắt anh em nhìn đây là chắc chắn là một set định quốc rồi, mà bây giờ không biết là định quốc cực phẩm hay định quốc thường thôi. À đây rồi, một set cực phẩm rồi anh em ơi. Mũ 50 sinh lực, phòng thủ 30, áo 50 200, đai lưng 280, bao tay 50-50 và giày 45-200. Một set định quốc cực phẩm nhé anh em. Gọi là cái set, gọi là cái set gì? Nếu mà về với võ đang gọi là cái gì? Người ta gọi là nhu yếu phẩm mà. Nhu yếu phẩm rồi. Của võ đang rồi. Gọi là đặc sắc của võ đang là phải mặc định quốc rồi. Set định quốc này thì sẽ đi cùng với cái dây chuyền cầm phong. Sinh lực 191, kháng băng 23, nội công 16, phòng thủ vật lý 24%, kháng lôi 39 và kháng tất cả 16. Đen quá là kháng tất cả bị mít anh em ơi. Kháng tất cả bị mít, kháng tất cả một tầm 2x trở lên thì quá đẹp, mà tiếc quá bị mít. Một cái kiếm lăng nhạc 43 cấp, kháng hỏa 30, lôi sát nội công 268. Kiếm đẹp quá anh em ơi, cái kiếm quá đẹp. Sinh lực 182, nội lực 170 luôn. Kiếm quá đẹp anh em ạ. Kiếm này nô 1 rồi. Hơn cả kiếm của Hermet. Hermet bên em thì mới chỉ có kháng hỏa 25 thôi. Nhưng mà cái kiếm này tận kháng hỏa 30 cơ. Kiếm này nô 1 rồi. Một cái nhẫn lộ lôi 4934, 1 cấp, kháng độc 29, sinh lực 184 và nội lực là 130. Một cái nhẫn cập phong, kỹ năng vốn có 1 cấp, binh luôn. Quá binh. Quá binh, cái nhẫn này thì quá binh rồi. Một cái ngọc bội lăng nhạc 322, kháng độc 26, sinh lực 141 và nội lực 349. Ngọc bội quá ngon anh em ơi. Ngọc bội quá ngon. Một con phi vân, một cái bào cấp 3, tăng phòng thủ 20%, kháng tất cả 15. Một cái ấn cấp 6, bỏ qua lôi phòng đối phương 30%, cũng như là một cái tuyết vân tinh kháng tất cả 5. Con này hiệu ứng thì em sẽ xét là 4950. 99 làm chậm anh em ơi. 99 làm chậm 34 choáng, với 40 choáng là 74 choáng. 74 choáng và 80 trúng độc. Nếu mà đeo mặt lạ vào thì sẽ lên được 109 làm chậm và sẽ lên được 84 choáng. Đây là nếu mà đeo mặt lạ nhé. Cái mặt lạ tăng 10 choáng 10 làm chậm mà. Chắc hết anh không để ý để mặc vào. Chắc anh ấy hết để không để ý mặc vào. Bởi vì con võ đang mà đeo mặt lạ nó quá ngon. Mặt lạ đó thì lại tăng thêm 200 máu, 10 choáng 10 chậm, 10 di chuyển nữa cơ. 10 choáng 10 chậm 10 di chuyển nữa cơ. Khá là ngon. Nhưng mà chắc hết anh chưa để ý rồi. Và một con phi vân thường. Vâng, em xin phép dừng video clip review ác Nguyên Đôn Trề. Ác võ đang gần như là chấn bang của bang Bú rồi. Ác Nguyên Đôn Trề với ác Bình Đắc, hai ác võ đang chủ lực của bên bang Bú nha anh em. Vâng, em xin phép dùng video clip review ác Nguyên Đôn Trề bang B ở đây. Anh em đi qua có thể cho em xin một comment cũng như là một like ở phía bên dưới nha anh em nhé. Ai trên cái kênh cho một xin được đăng ký kênh luôn nha anh em. Một nữa cảm ơn anh em. Bye bye anh em.